Mỗi sẽ có những khoảng thời gian dài mà thế gian không có một vị chánh đẳng giác xuất hiện. Không có lời dạy của Thế Tôn thì loài người sẽ sống bất thiện nhiều hơn thiện, cõi trời sẽ vắng dần. Vậy các vị thánh đã chứng sơ quả sẽ như thế nào trong dòng sinh tử luân hồi? Con biết là các ngài không còn bị đọa vào trong ác đạo. Nó đơn giản lắm quý vị, nó đơn giản lắm. Tại vì các vị thánh sơ quả đó thì các vị chỉ còn 7 kiếp ở cõi dục thôi. Và thường thì các vị đó sẽ 7 kiếp ở cõi dục thì nó rất là ngắn. Nó rất là ngắn. Ngay cả ở các cõi trời dục giới thì nó cũng tuổi thọ của các vị đó thì nó cũng không có dài. Và sau khi mà kết thúc tuổi thọ thì các vị ấy sau khi kết thúc 7 kiếp ít nhất có người nhiều nhất là 7 kiếp cõi dục thì vị ấy sẽ nếu mà không có chứng đắc các tầng thiền nào đặc biệt thì vị ấy sẽ cũng sẽ sanh về cũng chứng cũng cũng sanh về cái gì các cái cõi tịnh cư và vị ấy cũng sẽ chứng lên từ từ à cũng từ từ à vị ấy sẽ chứng lên Anaham cũng chứng lên tam quả từ sơ quả chứng lên nhị quả rồi chứng lên tam quả đấy có nghĩa là các vị ấy sẽ đi dần lên các cái cõi trời các cõi trời còn cái chuyện mà các cõi trời vắng dần ấy thì cũng không dính dáng gì tới cũng không dính dáng gì tới các vị đó. Cho nên là hai cái chuyện này nó không có dính dáng gì tới nhau. Chúng sanh sống thiện hay sống bất thiện gì thì nó cũng không còn liên quan gì các vị đó nữa. Bởi vì các vị đó chỉ còn tối đa là 7 kiếp ở cõi dục thôi và sau đó các vị đó sẽ sanh về các cái cõi tịnh cư. Đó. Rồi.